cảm ơn. Xin được chúc mừng một lần nữa chị Đỗ Thị Lệ Quyên, số điện thoại 0985622XXX. Mời chị Lệ Quyên, chúng ta sẽ xuống khu vực sân khấu chính và liên hệ cùng với ban tổ chức để nhận thưởng nhé. Quý vị thân mến, mở đầu chương trình thì chúng ta có tới 5 món quà may mắn, đây chính là món quà thứ tư. Và bây giờ sẽ là và tất ba người bạn của mình vào, bên cạnh đó sẽ có một con số may mắn ngẫu nhiên quý vị nhé. Từ số 0 cho tới 999, dạ 3 chữ số thôi. Và khi đó thì tất cả chúng ta sẽ cùng với ekip của chương trình này sẽ lựa chọn ra ngẫu nhiên 5 vị khán giả may mắn nhận được những món quà đặc biệt đến từ thương hiệu MY Cosmetic. Và tất cả quý vị khán giả tại đây thì chúng ta cũng có cơ hội nhận quà bằng cách quét mã QR code trên tất cả những stand. Khi mà em ra đường, yeah, em xài rất là nhiều sản phẩm của MY như là cushion nè, làm da rất là mịn, tuyệt vời. Son, son, bí mật nha mọi người. Son, son. Yeah. Rồi DA nữa. Da, da, skin care của da. Đó. Nói chung là nhiều lắm. MBA hơi nhiều quá, nhớ tặng quà cho em. Hôm nay thì chúng ta ra mắt cái sự kiện để giới thiệu được với tất cả quý vị một bộ sưu tập phiên bản giới hạn rất là mới. Thế ST có muốn gửi được chút gì đến với dòng sản phẩm này hay không nè? Chúc mà bán được triệu đơn không? ST chúc cho những cái KPI của mọi người, mọi người sẽ đạt từ gấp 10 lần như vậy những cái gì mà mọi người mong muốn, có được không ạ? Và đặc biệt là hôm nay chúng ta thấy ở dưới hàng ghế có rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ rất là nổi tiếng và rất là thành công trong giới của chúng ta, như là anh Đàm Vĩnh Hưng à, một đèo hối tới chỗ Đàm Vĩnh Hưng đó, và anh Kim Lý à, rồi có CEO của MOI là Lâm Thành Kim nữa à, rồi có người mẫu Lê Thúy à, diễn viên Ngọc Thanh Tâm à, diễn viên mới nhú à,
và nam ca sĩ mới lú luôn à, Khải Đăng à. Yeah. Đó, rất là nhiều à. Và MC hơi lấp lánh ở giữa một tí xíu, anh Minh Sù à. Cảm ơn em. Hình như hôm nay lộn vai đúng không em? Hôm nay em là ca sĩ khách mời nha bé, không phải MC giới thiệu chương trình, ok? Em đợi khoảnh khắc mà đuổi em đi xuống. Dạ, một tràng hỗ tay cho S-Season ngày hôm nay. Thank you, cảm ơn bạn. Hả? Mời anh nữa. Sao nữa? Nhưng mà dù sao thì em cũng muốn chúc cho mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe. Hôm nay chúng ta rất là vui khi mà chúng ta đang ở trong một cái cuộc sống bình thường mới, nhưng mà hy vọng là mọi người vẫn tiếp tục giữ gìn sức khỏe cho bản thân của chúng ta cũng như là những người xung quanh nữa, được không ạ? Chính xác. Một tràng hỗ tay, cảm ơn ST. Thank you em. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. Rồi, ST sẽ trở về vị trí phía dưới để chúng ta theo dõi sự kiện rất là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thân mến, để nói về MOI Cosmetics thì Minh Sù cũng rất là may mắn khi là một người bạn đồng hành. Để làm một buổi event thật là tuyệt vời như thế này. Và lần nào cũng như lần nào, tất cả các khán giả cũng như khách hàng đã cùng đến đây rất là đông đủ. Và đặc biệt là các nhà phân phối, các đại lý, các anh chị báo chí và hơn nữa là chính là các anh chị em nghệ sĩ đã cùng đến để ủng hộ cho MOI, ủng hộ cho Hà và Kim. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian trong tối thứ bảy để đến ngày hôm nay nhé. Yeah. Mỗi lần chị xuất hiện là coi như là chị đè vô bờ bến rồi đó. Và bên cạnh đó, Minh Sù là cái người mà yêu quý chị Hồ Hà từ rất là lâu rồi và để ý là cái đôi môi của chị Hà luôn luôn ấn tượng luôn quý vị. Tối nay màu gì chị nha? Càng ngày càng đỏ hơn. Đúng rồi, dạ. Hôm nay Hà cũng đánh son trong bộ sưu tập ra mắt lần này bởi vì là mấy màu son này là tiên sáng tạo, cho nên là tại sao mà không cướp ngay cơ hội này để có thể đánh trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, rực rỡ quý vị. Có thả. Cảm ơn các ông. Quý vị thân mến, Minh Sù tin chắc rằng là trong khoảng thời gian vừa qua có rất là nhiều những sự tin yêu và những cái giải thưởng được trao tặng. Nhưng quý vị ơi, cái tin này tin nóng nha quý vị. Mới ngày hôm qua đúng không anh? Là thương hiệu MOI Cosmetics của chúng ta cũng đã nhận được một cái giải thưởng vô cùng danh giá được trao tặng bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương. Và giải thưởng đó chính là... Xin mời! Inspirational Brand 2021, thương hiệu truyền cảm hứng trong năm 2021 vừa qua. Hôm qua thì MOE đã được đứng chung với rất nhiều những thương hiệu lớn để trở thành một trong những thương hiệu truyền cảm hứng. Đây có lẽ là điều mà giúp cho Hà và Kim cảm thấy tin hơn trên con đường mình đã lựa chọn, bởi vì đã có sức ảnh hưởng tới công chúng. Nhưng mà đây cũng là điều mà ngay từ những ngày đầu tiên khi mà Hà sáng tạo ra thương hiệu này, đó chính là Hà muốn tạo ra thương hiệu cho phụ nữ Việt Nam, sản phẩm chỉ dành cho phụ nữ Việt Nam, làn da Việt Nam, khí hậu, thời tiết và sở thích của phụ nữ Việt Nam. Cho nên Hà hy vọng là không chỉ có 4 năm mà sẽ càng nhiều nhiều năm về sau nữa, và thương hiệu này sẽ trở thành niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, đúng không ạ? Vỗ tay ạ! Và chắc chắn cái giải thưởng này sẽ củng cố cái niềm tin cho MOI từ thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam để xứng đáng trở thành thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Quá tuyệt vời, một tràng hỗ tay hơn nữa cho anh Lâm Thành Kim. Mình sự thấy là quá là nhiều sự tuyệt vời và nhiều sự xứng đáng với sự cống hiến của tất cả những thành viên trong MOI Cosmetics. Trong cái không khí tuyệt vời trong buổi lễ tối ngày hôm nay thì còn chần chừ gì nữa nếu như chúng ta không mời hết tất cả những vị khách quý lên sân khấu để thổi nến cùng với nhau được không anh Kim? Chắc là xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Kim Lý, ST, Ngọc Thanh Tâm và Lê Thúy lên cùng với Kim và Hà để thổi nến chúc mừng cho MOI nhân dịp kỷ niệm 4 năm được không ạ? Xin mời Khải Đăng lên sân khấu ạ. Và xin mời người xinh đẹp nhất, Thùy Tiên. Miss Grand International, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Yeah. Và rất mong là tất cả khán giả đây sẽ cùng thổi nến với MOI nhân dịp 4 tuổi đã ra mắt. Còn Hà đã lựa chọn ngày 8 tháng 3 để cho ra mắt thương hiệu MOI. Và Hà cũng mong là mọi người sẽ cùng dành những lời chúc cho MOI sẽ càng ngày sẽ phát triển hơn. Vâng ạ, quý vị thân mến, hiện nay sẽ xem game rồi. Và hy vọng rằng là tất cả quý vị khán giả tại đây ạ, chúng ta có thể là ghi lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 4 cho MOI Cosmetics ạ. Xin mời tất cả các anh chị nghệ sĩ, chúng ta sẽ hướng mắt về màn hình lớn ạ. Thổi nến quý vị nha. 3, 2, 1, thổi nến nào. Chúng ta sẽ vào giữa sân khấu để chụp hình kỷ niệm cùng với
Kim mình xuống sân khấu thì chắc có thể là mình cũng phải ước nguyện một điều gì đó dành cho cái thương hiệu của mình, hoặc là anh muốn nói điều gì với tất cả quý vị khán giả, những người đã luôn luôn yêu thương ủng hộ cho em MOI ạ? Chắc là nhường cho chị Hà đây ạ. Dạ vâng ạ. Như Hà đã nói thì ước nguyện duy nhất của Hà và Kim đó chính là cống hiến hết mình và đưa ra những sản phẩm chất lượng quốc tế nhưng mà giá cả phải chăng, để cho mọi người có thể ai cũng có quyền sở hữu những sản phẩm này. Và đặc biệt là thời gian vừa qua 2 tháng trước thì MOI cũng đã cho ra mắt dòng sản phẩm dưỡng da đầu tiên, đó chính là DA, nghĩa là đây là một trong những sản phẩm, là những sản phẩm mà chăm sóc da được các bác sĩ da liễu của Việt Nam khuyên dùng. Cuốn hút theo cách riêng của mình, việc còn lại sáng tạo màu sắc và trang điểm như thế nào để Hà lo, mọi người chỉ việc sở hữu và các bạn sẽ xinh đẹp và tự tin theo cách riêng của mình nhé. Tuyệt vời. Yeah. Anh Kiều muốn nói gì nữa không nè? Thì cho phép em được thay mặt cho tất cả các bạn khán giả phải nói là càng ngày càng xinh đẹp, tuyệt vời, mặt mời nha. Vâng nha. Dạ vâng, là nhờ đâu ạ? Nhờ MOI, nhờ da. Ai cũng vậy thôi, bỏ lớp make up ra thì nó cũng hơi hú hồn. Nhưng mà make up như thế nào lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không phải ai sở hữu đồ mỹ phẩm cũng biết cách make up. Thế nên là với MOI, ngay từ đầu Hà đã nói rồi, sản phẩm màu sắc tự nhiên và phù hợp với làn da của người Việt nhất. Và Hà không có sáng tạo quá nhiều những màu sắc sặc sỡ, bởi vì như vậy thì các bạn gọi là hóa trang rồi chứ không còn là trang điểm nữa. Nên Hà muốn sản phẩm này chỉ cần trang điểm chút thôi là mình đã đẹp rồi. Vâng ạ. Và bên cạnh đó thì các trang mạng xã hội của MOI hoặc là trên trang của chị Hà luôn cũng có dành cho tất cả những vị khách hàng. Và những cái tip nhỏ này sẽ giúp cho mọi người biết cách make up nhiều hơn, biết cách dùng cái màu son sao cho hợp lý nhất, đúng không ạ?